thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. Những năm gần đây, Đảng bộ Công ty Than Uông Bí đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tái cơ cấu doanh nghiệp một cách thực chất, hiệu quả. Nhờ đó, bộ máy tổ chức của công ty không ngừng được sắp xếp tinh gọn, tỷ lệ lao động trực tiếp qua đào tạo được nâng cao, lao động gián tiếp trung gian giảm đi. Các hạng mục, thiết bị kỹ thuật được rà soát đầu tư hiệu quả, việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh, từ đó tiết giảm được chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đưa thu nhập đời sống của người lao động được nâng lên rõ rệt. Được thành lập từ năm 1979, trên cơ sở hợp nhất công ty xây lắp Uông Bí và các mỏ sản xuất trước đây, công ty than Uông Bí là đơn vị có bề dày truyền thống vẻ vang của thợ mỏ vùng than. Năm 2014, đứng trước những yêu cầu về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 11, kế hoạch số 80 của Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh về triển khai thực hiện chỉ thị số 25, hướng dẫn số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản bộ máy biên chế, Đảng bộ Công ty Than Uông Bí đã quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo công ty thực hiện tái cơ cấu nhằm phát triển bền vững. Chủ trương là đúng, song khi triển khai, Công ty Than Uông Bí cũng gặp phải nhiều khó khăn, thử thách. Việc công ty bàn giao công ty con trách nhiệm hữu hạn một thành viên than Hồng Thái về tập đoàn, bàn giao bộ phận vận tải tiêu thụ về công ty kho vận Đá Bạc, giải thể các công ty con như Đồng Vông, Hoành Bồ, Xí nghiệp Sàng Tuyển và Cảng vào công ty mẹ, đưa công ty từ 2 cấp trở thành công ty 1 cấp, đã làm thay đổi cơ cấu lao động của công ty khi tỷ lệ lao động gián tiếp chiếm gần 17%, trong khi tập đoàn duyệt tỷ lệ gián tiếp là 10,1%. Ngoài ra, hiện trường sản xuất của công ty trải dài từ Đông Triều đến Hoành Bồ, trữ lượng, chất lượng tài nguyên thấp và không ổn định. Nhiều khu vực tài nguyên không có diện khai thác nhưng vẫn phải bảo vệ, đã làm tăng tỷ lệ lao động gián tiếp, phục vụ, phụ trợ. Cùng với đó, bộ máy quản lý thời điểm này có tỷ lệ gián tiếp quá cao so với quy định của tập đoàn, còn dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, hiệu quả công việc không cao, chi phí tăng, lương bình quân bị giảm. Xác định, việc tái cơ cấu lần này là công việc khó khăn, phức tạp nhất từ trước đến nay bởi liên quan đến việc làm và thu nhập của nhiều lao động. Song đây cũng là yêu cầu cấp bách. Đảng ủy Công ty Than Uông Bí đã ban hành nghị quyết chuyên đề triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt quan tâm đến quyền lợi của người lao động sau sắp xếp tinh giản biên chế. Sau khi nhận các quyết định của tập đoàn về thực hiện tái cơ cấu công ty thì Đảng ủy Công ty phải rất trăn trở là làm sao phải thực hiện tốt các cái quyết định của tập đoàn, đảm bảo việc tái cơ cấu thực hiện được nhưng mà sản xuất ổn định, đời sống của người lao động tiếp tục được nâng cao. Thì Đảng ủy Công ty đã ra các cái nghị quyết chuyên đề về sắp xếp tại công ty, xây dựng cái quỹ tương trợ để hỗ trợ người về hưu sớm để làm sao mà người ta yên tâm về hưu, và những người còn lại người ta cũng yên tâm công tác để xây dựng công ty phát triển ổn định. Với nhiều giải pháp đồng bộ của Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty, sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận cao của người lao động. Đến năm 2016, nghĩa là sau hơn 2 năm thực hiện tái cơ cấu, Công ty Than Uông Bí đã ổn định về công tác tổ chức, nhân sự, triển khai sắp xếp ổn định lại sản xuất của các đơn vị sau khi sáp nhập về công ty. Đồng thời, thực hiện hoàn thành mục tiêu tinh giảm biên chế bộ phận quản lý, với tổng số lao động gián tiếp đã giảm 6% trên tổng số lao động. Mặc dù vậy, tỷ lệ lao động gián tiếp, lao động phục vụ, phụ trợ của công ty vẫn cao hơn so với quy định của tập đoàn. Do đó, từ năm 2016 đến 2018, thực hiện chủ trương của TKV, Đảng ủy Công ty Than Uông Bí tiếp tục thực hiện rà soát, bố trí định biên, cơ cấu lại lao động các phòng, phân xưởng sản xuất. Đặc biệt, năm 2018, Đảng bộ công ty đã ban hành nghị quyết và lãnh đạo tiến hành tái cơ cấu lần thứ hai, tiến hành sáp nhập công ty than Hồng Thái vào công ty than Uông Bí. Lại một lần nữa, công ty phải vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách.
bởi mỗi lần tái cơ cấu là một lần thay đổi về sắp xếp tổ chức, phương án sản xuất. Chính điều này sẽ tác động mạnh mẽ đến tư tưởng công nhân viên chức lao động. Bằng những kinh nghiệm của lần tái cơ cấu trước, Ban chấp hành Đảng bộ đã ban hành các kế hoạch về lãnh đạo thực hiện công tác sắp xếp tổ chức sản xuất, bố trí lao động, công tác cán bộ. Từ chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy công ty trong 2 năm 2018-2019, Than Uông Bí đã tích cực triển khai việc sắp xếp các đầu mối phòng ban, phân xưởng, tinh giản lao động quản lý. Quá trình tinh giản biên chế được tiến hành cùng với việc rà soát, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy quản lý công ty. Điều đáng mừng là trong lúc khó khăn nhất, công ty đã nhận được sự đồng thuận của người lao động. Đã có những cán bộ lớn tuổi sẵn sàng nghỉ trước tuổi để nhường chỗ cho những người trẻ, có điều kiện cống hiến cho công ty lâu dài. Nhiều cán bộ đang làm việc tại các phòng ban của công ty như đồng chí Hà Đức Mạnh, phòng điều khiển, Nguyễn Bá Công, phòng kỹ thuật công nghệ đã viết đơn tự nguyện xuống phân xưởng làm việc. Hay như trường hợp đồng chí Lê Tất Thành, nguyên kế toán trưởng của một đơn vị trực thuộc, cũng sẵn lòng xuống làm công nhân bảo vệ. Để rồi lại tiếp tục phấn đấu trở thành cán bộ quản lý trong lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, tài nguyên ranh giới mỏ. Từ một kế toán trưởng tôi xuống làm nhân viên, ban đầu thì cũng có sự hụt hẫng trong công việc cũng như cái sự cảm giác vui buồn lẫn lộn. Nhưng suy nghĩ mình là một đảng viên với cương vị nguyên là một bí thư chi bộ thì mình phải gương mẫu trong chấp hành để làm sao cho các quần chúng khác coi như là noi theo. Đại hội Đảng bộ công ty Than Uông Bí lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc một giai đoạn khó khăn nhưng cũng ghi nhận những dấu ấn đáng tự hào của công ty với những kết quả khả quan về tái cơ cấu cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụ thể, về công tác tái cơ cấu, công ty đã giảm được 7 công ty con đơn vị trực thuộc, 68 phòng ban phân xưởng, 411 lao động quản lý, đưa tỷ lệ lao động gián tiếp xuống còn 9,1%, thấp hơn so với quy định của tập đoàn. Cùng với đó, công ty cũng giảm tới 15 vị trí cán bộ lãnh đạo như giám đốc, phó giám đốc các đơn vị. Từ đó, tiết kiệm nhiều chi phí quản lý, nhà xưởng, xe điều hành, trụ sở làm việc, v.v. Nhờ tái cơ cấu hợp lý, công ty Than Uông Bí đã tăng được hiệu quả sản xuất kinh doanh. Năm 2020, công ty đã khai thác được 2,67 triệu tấn than nguyên khai, đào mới được 32.236 mét lò, doanh thu đạt 2.851 tỷ đồng, lợi nhuận 40,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 16,8 triệu đồng một người một tháng. Riêng thợ lò đạt 21,2 triệu đồng một người một tháng, cao nhất từ trước đến nay. Để phát triển bền vững trong điều kiện sản xuất ngày càng xuống sâu, địa chất phức tạp, nhiều vỉa than dốc, Đảng bộ công ty đã ban hành nghị quyết đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới, cơ giới hóa trong quá trình khai thác, chế biến than, từ đó nâng cao hệ số an toàn trong sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Với việc áp dụng công nghệ mới thì đã giúp cho thợ lò chúng tôi có môi trường làm việc tốt hơn, an toàn hơn, giúp cho chúng tôi giảm bớt được các cái khâu lao động thủ công, nâng cao được năng suất lao động và nâng cao được về thu nhập tiền lương. Với cái điều kiện chăm lo đến đời sống của cán bộ công viên như vậy thì thợ lò chúng tôi nguyện sẽ gắn bó lâu dài với công ty, với đơn vị. Với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức và cán bộ, từ sau đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ công ty Than Uông Bí đã xây dựng chương trình hành động nhằm thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ. Đảng bộ đã ban hành 4 nghị quyết chuyên đề, trong đó tiếp tục thực hiện tái cơ cấu và đổi mới công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Quy định 205 của Bộ Chính trị khóa 12 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền, gắn với thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng đơn vị, đồng thời đổi mới toàn diện đồng bộ công tác cán bộ,
Coi đây là khâu đột phá then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15. Đảng bộ công ty cũng chỉ đạo chặt chẽ việc quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ. Sau đại hội đến nay, Đảng ủy đã hai lần chỉnh sửa, bổ sung quy trình công tác cán bộ. Theo đó, tất cả các cán bộ khi xem xét bổ nhiệm đều phải tuân thủ quy trình 5 bước. Tất cả các bước đều được thực hiện công khai, minh bạch, chặt chẽ, không có trường hợp đặc biệt. Hiện nay, 100% các chi bộ trong Đảng bộ công ty Than Uông Bí đều thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng phòng, quản đốc các đơn vị. Đội ngũ cán bộ từ cấp phòng ban, phân xưởng đến lãnh đạo công ty đều gương mẫu thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được phân công, đáp ứng được yêu cầu về công tác cán bộ. Sau quá trình tái cơ cấu nhất thể hóa, bí thư và quản đốc phân xưởng trên cái cương vị là hai cương vị này, chúng tôi thấy rất nhiều cái thuận lợi, đó là cái tập trung được cái công tác lãnh đạo, chỉ đạo cái thực hiện cái đường lối chính sách của Đảng cũng như là các công tác chuyên môn để chúng tôi được áp dụng và triển khai thực hiện nhanh nhất cho đến các đồng chí cán bộ đảng viên cũng như cán bộ công nhân viên chức và người lao động. Hàng năm thì sẽ đưa ra các cán bộ yếu trong cái tu dưỡng đạo đức, còn sau khi quy hoạch xong thì sẽ tổ chức cho các đồng chí đi đào tạo qua các cái lớp cao cấp lý luận, trung cấp lý luận và bồi dưỡng trong cái lớp nguồn quản đốc, phó quản đốc, trưởng phòng và bí thư chi bộ, triển khai luân chuyển cho các đồng chí ở trưởng phòng, ở các phòng ban sẽ xuống đơn vị và đơn vị sẽ lên phòng ban để sau này cán bộ sẽ có thực tế và xử lý các cái công việc một cách nó đa chiều. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Đảng bộ công ty, trong 7 tháng đầu năm nay, công ty Than Uông Bí đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh hiệu quả, với các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đó là sản lượng khai thác than đạt 1.526.000 tấn, bằng 58,24% kế hoạch năm, đào mới 18.158 mét lò, bằng 57,9%, doanh thu đạt 2.016 tỷ đồng, bằng 65,9%. Tiền lương của người lao động bình quân đạt 15.723.000 đồng, bằng 100,3% kế hoạch. Việc cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động, nhất là thợ lò, tiếp tục được công ty quan tâm, làm tốt, giúp người lao động thêm tin tưởng, gắn bó với doanh nghiệp. Sự thành công không phải tự nhiên mà có được. Những thành tích mà công ty Than Uông Bí đạt được trong thời gian qua không chỉ giúp ngành than hoàn thành đề án tái cơ cấu, cũng như hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị, mà còn khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong thực hiện tái cơ cấu, đổi mới công tác tổ chức cán bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn mới. Thành công trong việc đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ công ty Than Uông Bí thời gian qua sẽ là những bài học quý báu của doanh nghiệp trên hành trình phát triển nhanh, vững chắc mà Đảng ủy Than Quảng Ninh và Tập đoàn TKV giao phó.